Hey, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng hàm indirect. Thì cái hàm indirect này là cái hàm tham chiếu mà nó cho phép mình tùy biến ở bên trong rất là hay. Ví dụ như thế này. Ví dụ mình có một cái đây mình có dữ liệu nha. Ví dụ 60 đi. 70, 80, rồi 90 chứ. Ở đây là 1 2 3. Bây giờ mình muốn lấy giá trị của cái OB này á, thì mình sẽ có một cách như thế này, đó là bằng rồi mình kéo xuống. Thì hàm indirect á, nó cũng làm điều tương tự luôn các bạn. Ví dụ như các bạn ở đây bằng bằng indirect, thì ở đây nó có gọi là reference test. Mình sẽ đánh như đây là hai nháy B 1 enter, nó cũng ra 60 luôn không. Nhưng mà khi mình kéo xuống á, thì nó không được như vậy, tại vì ở đây mình đã gắn B1 là gắn cố định cho nó luôn rồi. Bây giờ mình muốn cho nó động á, thì cái chỗ này á, các bạn phải thay cái B1 số 1 này. Mình sẽ nối với một cái này thì nó sẽ ra 70 90. Thì mình sẽ dựa vào cái tính năng này của Indirect, mình sẽ thiết kế ra một chương trình làm một cái trò chơi tài xỉu rất là thú vị. Thì cái trò chơi tài xỉu đó nó hoạt động như thế này các bạn. Cái cách chơi đó cơ bản như thế này. Ở đây người ta có ba cái con xúc xắc. Mỗi một lần quay như nè, người ta sẽ cộng lại. Ví dụ như đây là tổng số là 11. Nếu mà tổng số của nó rơi vào từ 4 cho tới 10 á, thì nó là xỉu. Và từ 11 cho tới 17 á, là sẽ là tài. Còn ở đây á, là mấy cái số là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là bạn đặt giống như bầu cua vậy đó. Nếu mà đặt số 1, thì nếu mà khi mà người ta đổ như này nè, ra có số 1 thì người ta sẽ chung tiền cho bạn luôn. Nghĩa là bạn có thể đặt ở đây và đặt ở đây. Ở dưới đây nó sẽ có tỷ lệ nữa, nhưng mà mình không đi sâu vào vấn đề đó. Mình sẽ đi sâu vào việc thiết kế cái này. Thì thông qua cái này các bạn có thể học được rất là nhiều điều khá thú vị. Rồi, bây giờ mình bắt đầu vào thiết kế giao diện nha. Ok. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái data trước. Ở đây mình sẽ đặt là sheet data. Ở đây nó sẽ lưu trữ hình ảnh. Bây giờ là đầu tiên là mình sẽ insert cái hình ảnh cái xúc xắc vô trước. Đấy, xúc xắc này từ 1 cho tới 6. Mình muốn cho nó nhỏ xíu luôn, mình chỉ cho nó là 3 thôi các bạn. Mình sẽ mượn một cái đầu tiên này các bạn, cái này. Thì cái yêu cầu của mình ở đây á là các bạn làm sao cho cái hình này nè nó đúng vị trí là A1, A2, A3 và A4, A5, A6, và nó nằm trọn trong cái ô của A nó luôn nha. Đó, thì ở đây mình sẽ chọn đây là coi hai nó là bao nhiêu. Hai có là 21 thì mình sẽ chọn tới 6, mình chọn cho nó hai là 21 luôn. Ok. Và mình sẽ sắp là 1, A2 sẽ là 2, A3 sẽ là 3, A4 sẽ là 4, A5 sẽ là 5, A6 sẽ là 6. Rồi một chút xíu nữa mình sẽ giải thích lý do tại sao cái này. Rồi ở đây mình sẽ chuẩn bị thêm một cái nữa là từ 4 cho tới 17, 4 cho tới 17 nha. Giờ phím Ctrl và kéo. Thì từ 4 cho tới 10 á là xỉu, mình đánh là is. Từ 4 cho tới 10 là xỉu, không còn nhìn đề. T thì từ 11 cho tới 17 chính là tài. Rồi, ở cái phần dữ liệu là mình chuẩn bị xong. Mình sẽ lưu dưới dạng này nè. Để mình có thể sử dụng macro mình lập trình cho cái nút bấm. Rồi, luôn. Ok, mình sẽ qua phần thiết kế giao diện nha. Thì ở giao diện thì mình sẽ có là các bạn copy cái này. Copy. Qua đây mình sẽ paste là chỗ này, paste change nè. Mình sẽ ngắt từ đúng con trình is và con trình v lại. Ở trên này là tài. Từ 4 đến 10 là tài. Từ 1, 11 đến 17 chính là xỉu. Bây giờ mình sẽ canh cái ô này cho nó cột lên, cho nó bự lên. Nhìn nó vuông vuông giống cục xi ngầu.
Đây là cái phần giao diện của nó, mình chỉ thiếu cái phần xúc xắc trên này thôi, ba cái xúc xắc trên này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để lấy cái xúc để lấy cái hình mà hình xúc xắc từ bên đây, từ bên cái data qua. Thì bây giờ trước tiên là mình sẽ chuẩn bị cái này trước. Và đây là mình sẽ cho là x1. Này, xíu ngầu 1 nè. x1 nè. x2 và x3. Ở đây chính là cái chỗ mà để sinh ra cái số xí ngầu á. Thì ở đây mình sẽ dùng một cái hàm để phát sinh số xí ngầu, ở đây là dùng hàm random. Random between, nghĩa là mình sẽ random nè. Đây là cái hàm này đây. Nó cho mình sẽ cho chạy từ 1 cho tới 6. Ok. Nghĩa là cứ mỗi một lần mà nó tính á, thì nó sẽ phát sinh một cái số ngẫu nhiên từ 1 cho tới 6. Để tính được cái này á, các bạn vào formula nè. Ở đây nó có calculate now nè, bạn bấm vô là tự động nó phát sinh. Ở đây mình sẽ thêm một cái nữa là total. Total thì sẽ bằng cái này, ba cái này cộng lại. Và kết quả của cái này nè, mình sẽ gán vào đây. Bằng đây nè. Enter. Mình sẽ cho nó lớn lên, phông chữ cho nó bự thì là bự lên. 28. Ok đúng không? Ở đây mình sẽ dùng cái hàm VLOOKUP cái nữa các bạn. Mình sẽ dùng hàm VLOOKUP để mình lấy giá trị tài xỉu. Có nghĩa là bây giờ số 15 này á là tài hay là xỉu. Thì mình sẽ lấy, có nghĩa là mình sẽ dùng VLOOKUP nè. VLOOKUP cái này. Và mình sẽ dò bên đây. Dò từ bên đây nè. Phẩy 2,0. Để mình lấy giá trị tài hay xỉu. Bây giờ mình sẽ tới cái phần lấy hình xí ngầu qua. Và mình để vô đây nè. Để vô cái khung này. Thì để lấy được cái hình xí ngầu qua thì các bạn phải phải sử dụng một cái tính năng là tính năng camera của Excel. Nghe nói rất là lạ đúng không? Các bạn click vào đây nè và chọn Customize và các bạn chọn Quick Access. Mình chọn là Common Node. Thì các bạn tìm tới cái chữ Camera. Đây, Camera đây. Và các bạn enter qua cho mình. À, mình để sẵn rồi nè. Rồi, bấm OK. Thì cái camera nó là như thế này nè các bạn. Có nghĩa là nó sẽ focus, nó sẽ lấy dữ liệu ở một cell nào đó mà bạn chỉ định để nó gán vô cái hình cho mình. Ví dụ như bạn đặt ở số 6 này đi, rồi bạn chọn camera nha. Đây camera đây. Và các bạn vẽ ở đây. Là nó lấy số 6 nè. Thì khi bạn chọn vô bạn thấy đây chỉ là B1 đúng không? Giá trị của ô B1. Thì điều này có nghĩa là mình có thể làm như thế này bằng mình chạy qua cái sheet data này và mình sẽ chọn lên cái ô A1 Enter. Thì các bạn có thấy là nó ra cái hình xí ngầu không? Tuy nhiên là khi mình bấm vô đây nè thì ở đây cái hình ở đây nó không thay đổi. Do đó mình làm như thế nào á, mình phải làm một cách nào để mình có thể lấy được giá trị của cái này nè. Thí dụ như đây là số 1, mình sẽ gán vô chỗ này. Gán vô chỗ này. Có nghĩa là nó sẽ là data A1 và nó sẽ nhảy theo cái số của thằng B1 này. Thì bằng cách là mình sẽ làm như thế này và đúng không? Là mình sẽ nối cái chuỗi lại. Và ở đây là B1. Enter. Ô nó không cho phép. Cái thằng camera này á nó không cho phép nhận giá trị theo kiểu này, nhưng mà nó có thể nhận giá trị của cái hàm interact được. Chính vì vậy chỗ này mình sẽ đổi lên như thế này các bạn. Các bạn copy công thức này nha. Đây, copy công thức này và mình sẽ vô name và mình chọn new. Mình sẽ đặt là dice 1. Rồi, các bạn dán công thức kia vô đây. Ở đây nó phải có cái chữ indirect vô nữa. Indirect. Mà không ạ. Rồi, mình bấm OK. Rồi mình sẽ lần lượt tạo cho hai cái còn lại luôn. Đây, 3. Cái này thiếu indirect. Không hoặc là mình copy luôn, mình để cho mình tạo cho cái lần cái thứ ba. Đó, mình tạo cái thứ ba. Cái này là cái thứ hai chứ. Cái thứ hai thì ở đây phải là B2 mới đúng. Chỗ này nè. Chỗ này phải lấy giá trị của B2. Ok.
Các bạn nhớ cố định nó lại luôn nha. Và mình sẽ đây spa. Rồi. Thì ở đây sẽ là B3. Ok. Bây giờ chỗ này nè. Chỗ này mình sẽ ghi là tai spa. Tại nó cuối cùng nên cho tai spa. Enter. À, các bạn thấy là 2 đúng không? Ở đây là 2. Nó ra hình số 2 nè. Và mình sẽ duplicate này lên. Duplicate nó lên thì cái này trở thành là số 2 là 6 đúng không, mình duplicate lên cái nữa thì ngay chỗ đây thì sẽ là 1 đó. Thấy chưa, bây giờ mình bấm thử nha, các bạn thấy nó nhảy không đó. Bây giờ mình sẽ làm như thế này, mình sẽ sử dụng macro để mình click vào đây thì nó sẽ tính luôn, không cần phải bấm vô chỗ này, đơn giản lắm các bạn. Các bạn nhìn dưới góc dưới bên tay trái á, của mình có cái nút record macro này, các bạn bấm vô đây cái, và các bạn đặt một macro nào đó, đặt tên nào đó cũng được, bấm ok và các bạn bấm vô đây cái stop thì các bạn assign cái macro đó, macro 4 mình vô 4, bấm ok. Bây giờ mình có thể bấm ở đây mà không cần bấm ở đây. Để làm cho nó đẹp hơn nữa, thì khi mà mình bấm vô đây nè, thì ví dụ như số 5 thì nó sẽ highlight lên là số 5, ngược lại mấy số khác thì nó sẽ hay, có nghĩa là nó ra số nào á thì mình sẽ highlight số đó. Thì để làm được việc này các bạn dùng conditional formatting nha. Mình chọn home và chọn format conditional formatting và chọn global. Các bạn chọn cái dòng cuối cùng này nè. Ở đây á mình sẽ lấy cái giá trị này, mình sẽ so sánh với cái anh này, nhưng mà cái phía sau này nè, cái phía sau này các bạn bỏ cái giá trị tuyệt đối đi đó. Và mình sẽ format nó, ở đây là số ở trên là số 4 là tài, tài thì nó sẽ là màu đen, thì mình fill cho nó một cái màu đen, và một cái phông là chữ, phông chữ là màu trắng, và mình cho nó in đậm và nghiêng lên để cho anh chị thấy ha. À, bấm ok. Ok luôn. Đó. Bây giờ các bạn dùng một cái format đây. Các bạn chỉ bôi từ 4 đến 10 thôi. Đó. Ra số 8 nữa không? Bấm nè. 9 nữa không? Nó ra 11 là xuống dưới này rồi. Thế dưới này mình sẽ làm tương tự vậy luôn các bạn. Mình vô home nè. Conditional formatting nè. Bạn chọn đây. Và chọn cái này. Ở đây mình sẽ chọn số 10 cái này. Mình sẽ so sánh với cái này. Đó, ở đây mình sẽ bỏ cái phần này đi. Đó, rồi mình bấm xỉu tài. Tài thì nó sẽ là màu đỏ. Và chữ cũng sẽ là màu trắng. Chữ sẽ là màu trắng. Bố italic. Bấm ok. Ok. Đó, nó ra đậm nữa không? Thì các bạn bấm vô đây. Bấm vô chỗ này và kéo anh này. Ngày 9, ngày 7, 12, ngày 12 nào, 16, 7. Thì để làm cho nó thú vị hơn chút xíu nữa, là ở đây nếu mà là xỉu thì nó sẽ highlight cái xỉu này lên, và tài thì nó sẽ highlight cái tài lên. Bạn bấm đây, bạn chọn condition form của Martin và mình chọn new rule này luôn. Mình chọn cái này, mình sẽ chọn cái ô này. Nếu ô B5 á, mà bằng T, bằng xỉu chứ bằng X, thì mình sẽ highlight nó lên. Đã highlight cái này nó lên là màu đen, chữ màu trắng, và bold italic. Bấm ok, ok luôn. Nó xỉu đó không? Nó vẫn xỉu nè. Rồi bây giờ qua phần tài, tương tự luôn. Và làm điều tương tự cho anh tài mình. Mình sẽ chọn đây. Bằng, nếu bằng chữ T á thì mình sẽ highlight nó lên đó, thì nó sẽ làm phiêu màu đỏ và chữ màu trắng. Bấm ok, ok luôn. À, các bạn bấm ha. Quá đơn giản đúng không? Thêm một phần nữa, bây giờ mình thấy cái nút này đúng không?
cái nút này nè, mình muốn nó sẽ highlight y như vậy luôn, có nghĩa là màu đỏ sẽ ra màu đỏ, màu đen sẽ ra màu đen. Đó, thì mình làm như thế nào? Đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn click chuột phải vô đây, rồi các bạn bấm Ctrl D để duplicate nó lên. Thì bây giờ cái đầu tiên á là mình sẽ để màu đỏ, mình sẽ đặt cái tên cho nó là RT là tài, enter. Thì cái phía dưới này nè, click chuột phải nha, click chuột phải sẽ chọn được, các bạn là đánh là RX chính là xỉu, bấm enter. Thì hai thằng này á các bạn chọn cho nó chồng lên nhau luôn, align center nè, và nó sẽ là middle, nó chồng lên nhau. Ồ, sai rồi, mình phải chọn nó cho màu đen chứ, mình sẽ chọn cho nó một cái màu đen, xỉu là màu đen. Rồi bây giờ các bạn chọn cho nó chồng lên nhau, ai này bắt đầu rồi đó. Bạn vào, bạn click chuột phải vào đây, chọn view code, mình sẽ tìm tới cái model đây, là đây là cái macro 4 hồi nãy nè, là cái nút bấm của mình á. Thì mình sẽ làm một chút xíu về V3, giới thiệu sơ sơ cho các bạn biết luôn. Mình sẽ dựa vào cái ô này nè các bạn, mình sẽ dựa vào giá trị của cái ô này để xác định được là nó là tài hay là xỉu. Do đó mình cần một cái biến để mình lưu trữ giá trị của thằng này. À, bây giờ mình sẽ khai một cái biến dim, gọi là sell đi, sell ram là kiểu chuỗi đi. Thì để lấy cái giá trị của cái ô này á, mình sẽ làm như thế này. Sell ram sẽ bằng, sell ram sẽ bằng là worksheet, nơi mà chứa cái này á, cái sheet của mình á, đó là sheet 2, và chấm ren, và ô mà chứa dữ liệu của nó là sẽ là B5, tổng hợp lại chấm value. Bây giờ á, là cái cell ren này nè, nó đã chứa được giá trị hiện tại của ô ở B5. Thì ở chỗ này mình sẽ làm một cái hàm if, nếu mà cell ren á, mà nó bằng chữ x là có nghĩa là xỉu đúng không, thì mình sẽ đóng hàm if ra luôn, thì cái gì đó và ngược lại sẽ là cái gì đó. Thì nếu mà là chữ ít á, có nghĩa là hàm xỉu, thì cái nút xỉu á, nó phải hiện lên, và cái nút tài nó ẩn lại, nó ẩn xuống. Worksheet, worksheet, sheet của mình là sheet 2, chấm cái hình đó là sharp ít xỉu, hồi nãy mình đặt là rx, chấm visible bằng true. Và ngược lại thì cái này là rt sẽ bằng là false. Ngược lại mình sẽ copy cái này, mình chỉ cần sửa cái này thành là t và cái này thành là x, vậy là xong rồi. Mình tắt cái này đi, bây giờ mình sẽ bấm nha, range, à chữ range mình viết sai nữa các bạn, copy đi cho nó chắc. Rồi ok, tắt cái này, tắt luôn, rồi bấm đó, nó đen thấy không. Rồi, mời mọi người đặt, bạn đặt tài hay đặt xỉu? Tài, trúng tiền. Đó, xỉu, tài. Đó, bây giờ mình có thể giấu cái này đi là được rồi nè. Ok, video mình đến đây là hết nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và một share.